nha. Hôm nay mình sẽ có một số từ xích như này, từ xích có dòng xích quân nha, quân dòng chini này. Cái dòng này thì có 8 nha. Đây, con này thì nó sẽ thông số cần á là tại mắt là 10 kg nha. Đây, 760 gram, PE 0.8, 1.8. Con này độ cứng tầm khoảng là L thôi nha, có thể có zip. Đây, thì sản phẩm này thông sẽ test cho mình là 5 kg nha. Đây, 5 kg nha. Là lưới nha, 5 kg sẽ có một cái bình nước 5 kg. Đây, nước Aquafina này, Aquafina 5 kg nha, 5 lít cho mình. Đây, con này thì có zip quanh nha. Con này thì giá thị trường á là 850 một cây, thì nó sẽ để cho mình giá tốt nha, chỉ là 750.000 một cây thôi. Test cho mình nha. Đây, 5 kg nha này. Đó. Cực rất là khỏe nha. Cực kỳ ok. Thông số cần, thông số cần. Thông số cần nha. Con này thì 1.8 này. Của sòng là Tini Zip này, của sòng Ocean. Ocean này thì đa số là Hàn Quốc và thì chỉ đa số thị trường Nhật cho mình. Đây. Giá là 700.000 một cây ạ.